Thưa quý vị, Phú Quốc hiện nay đang tập trung hàng loạt thương hiệu quản lý khách sạn cao cấp hàng đầu thế giới cùng các khu du lịch nghỉ dưỡng đắt đỏ. Với sự phát triển kinh tế như vậy, nhiều nhân sự trình độ cao đã quyết định đến Phú Quốc để sinh sống, lập nghiệp, kéo theo nhu cầu nhà ở tăng lên. Vài năm trước, tình cờ trong một chuyến du lịch tới Phú Quốc, anh Linh đã tìm được công việc tại một công ty xây dựng bất động sản. Mức lương anh được trả cao gấp đôi so với ở Hà Nội. Vì thế, vợ chồng anh đã quyết định chuyển vào đây sinh sống. Thế nhưng hiện anh vẫn đi thuê ở nhà dân, chứ chưa mua được nhà phù hợp. Tôi rất muốn có nhu cầu có một cái nhà riêng ở đây mà đầy đủ hạ tầng và tiện ích. Hiện tại thì tìm nhà ở dự án ở Phú Quốc này rất là khó. Không chỉ người Việt Nam mà những lao động người Hàn Quốc, Australia, Hồng Kông, Trung Quốc làm việc tại các khu du lịch, nghỉ dưỡng, các tập đoàn bất động sản lớn đã tới Phú Quốc. Điều này đã khiến các doanh nghiệp phải tính đến việc xây dựng các dự án khu nhà ở, lưu trú cho thuê lâu dài. Trong đó có The Residence nằm ở khu vực bãi trường. Theo bà Tuyết Mai, một trong những nhà đầu tư đầu tiên vào Phú Quốc, giá bất động sản tại huyện đảo còn rất hợp lý. So với Nha Trang và Đà Nẵng, nó chỉ bằng 1/10 và có nơi chỉ bằng 1/5. Và cụ thể là giá của mặt biển của Phú Quốc tại khu vực bãi trường chỉ có 20 triệu đồng. Trong khi đó giá của bất động sản Nha Trang và Đà Nẵng là 300 triệu đồng trên mét mặt biển. Vậy thì nếu là cái tổng gốc vốn để đầu tư của các doanh nghiệp vào Phú Quốc nó chỉ bằng 1/5 và 1/10. Nhưng giá phòng để mà bán ra cho khách lưu trú du lịch thì nó bằng nhau. Do đó là lãi kép rất lớn cho các nhà đầu tư. Vừa qua, huyện đảo cũng đón nhận tin vui khi Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã gửi tờ trình chính phủ về việc thành lập thành phố Phú Quốc. Chúng tôi đang phát triển thêm các cái khu vực chợ đêm ở các cái khu đô thị du lịch mới để mà tăng cái dịch vụ đêm lên. Thứ hai là sẽ hình thành đầu tư một số cái trung tâm thương mại. Nhiều nhà đầu tư cho rằng việc xây dựng các sản phẩm lưu trú có tính dài hạn, đồng bộ, dịch vụ tốt đang là câu chuyện cấp thiết tại Phú Quốc. Nếu không, khoảng trống thị trường này có thể sẽ làm giảm đi sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại đây.